Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ 6 ngày 11 tháng 9 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Đảng lãnh đạo, xã hội xuống cấp, đạo đức băng hoại, dân tộc lầm than. Vào đầu năm 2020, cũng đúng một lúc dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ to lớn, vai trò và vị thế cao như ngày nay. Ấy vậy mà tin tức mỗi ngày vẫn tràn ngập những vụ việc trẻ em bị bạo hành, bị xâm hại, người với người đối xử với nhau một cách độc ác, tàn bạo, vô nhân tính, ngay cả với người thân ruột thịt. Tệ nạn, trộm cướp, cờ bạc, mại dâm, ma túy và lừa đảo tràn ngập khắp nơi. Chưa bao giờ xã hội Việt Nam lại xuống cấp như ngày nay, đạo đức suy đồi, nhân cách con người bị tha hóa. Đây là hình ảnh thế hệ lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ. Tiến sĩ giáo dục Mạc Văn Trang đã nói với đài FA tại Mỹ rằng kể từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam lên nắm quyền vào năm 1945 và xuyên suốt 8 thập niên qua đã làm cho các giá trị của quốc gia và xã hội bị thay đổi. Ông nhận định, thật sự mà nói thì chủ nghĩa Cộng sản đã tàn phá những giá trị dân tộc và những truyền thống văn hóa của dân tộc. Nó đẩy xã hội đến những suy thoái về tư tưởng, về đạo đức, về niềm tin của con người và nó cũng khuyến khích việc đấu tranh giai cấp, tranh giành, đấu đá. Chính quyền tồn tại bằng sự tuyên truyền, dối trá và bằng đàn áp, khủng bố. Đó là yếu tố chính của chính quyền này. Cũng vào ngày 12 tháng 2 năm 2019, tiến sĩ Mạc Văn Trang cũng đã có bài viết Một xã hội kỳ lạ trên trang Facebook cá nhân phản ánh một xã hội đầy những nghịch lý tại Việt Nam hiện nay. Ông khẳng định xã hội ta đang chứa đựng đầy những nghịch lý. Càng tuyên truyền giáo dục học thuyết Mác Lênin duy vật, vô thần, con người càng duy tâm, mê tín, dị đoan, càng mất niềm tin vào khoa học, mất niềm tin vào chân lý, vào công lý. Mặt khác, đáng lẽ nhiều người đi chùa, giác ngộ Phật Pháp thì con người càng bớt tham, sân, si, bớt sát, đạo, dâm, bớt lừa lọc, gian dối, hung bạo. Con người sẽ giàu lòng từ bi, hỷ xả, sống lương thiện, chay tịnh, xã hội an lạc, hòa vui. Nhưng tất cả dường như đều ngược lại. Con người có quá nhiều hành động vô minh, tăm tối, bất lương. Cái ác được kích thích và lan tỏa, xã hội ngày càng xuống cấp về đạo đức và lối sống. Và một bài viết trên trang bàn luận về kinh tế chính trị vào ngày 27 tháng 11 năm 2019 cũng đặt ra câu hỏi, đạo đức bị đánh cháo từ đâu? Đây là hình ảnh cán bộ vừa rời khỏi xe công vụ liền được một người bảo vệ cõng đưa lên bậc tam cấp của hội trường để khỏi bị ướt chân do sân bị ngập nước, khiến dư luận dậy sóng vào hồi tháng 5 năm 2016. Tác giả cũng nhận định đạo đức băng hoại đến từ hai hướng. Hướng thứ nhất là tự thân vận động của xã hội trong giới hạn bản năng, dân tộc tính, và hướng thứ hai là tác động chính trị. Ở xã hội Việt Nam thì mọi sự băng hoại đạo đức xã hội đều đến từ hướng thứ hai. Tác giả cũng đã khẳng định chính quyền Cộng sản Việt Nam đã lấy mất cái hay, cái đẹp hoặc giả Cộng sản đã đánh cháo đạo đức của người Việt Nam. Tác giả cũng phân tích, một khi mọi quy chiếu đều căn cứ trên lý tưởng đảng, tính đảng và quyền lực đảng thì đương nhiên các giá trị khác như tri thức, quyền tự do, quyền làm người, quyền phát biểu, quyền sáng tạo chỉ xoay quanh trục quyền lực đảng với mỹ từ lý tưởng đảng. Và đây cũng là lúc mà đạo đức bị đánh cháo thê thảm nhất. Một ông hoặc bà bí thư đảng không có trình độ, nghèo tri thức nhưng lại có bề dày tuổi đảng sẽ không ngần ngại ra lệnh, điều phối và đưa ra những quyết sách đậm tính đảng nhưng thiếu vắng tri thức. Và đến một lúc nào đó, để hợp thức hóa quyền lực của đảng, các ông hoặc bà này lại tìm cách chạy trọt bằng mọi cách để có được những tấm bằng chuyên môn, bằng đại học, thậm chí trên đại học với lý do để củng cố quyền lực đảng và gương mẫu, chuẩn mực khi điều hành. Thực ra, trong sâu thẳm của việc này là tham quyền cố vị và sợ bị cấp dưới chê bai mình rốt nát nên phải bằng mọi giá chạy trọt cho có được các loại bằng cấp. Và một khi nắm được các loại bằng cấp trong tay cộng với quyền lực của đảng, các nhà lãnh đạo địa phương tha hồ tác oai tác quái, lộng quyền và chẳng coi các đảng viên cấp dưới ra gì, mặc dù họ là những tri thức có học. Và cái giá phải trả là mọi quy chiếu đạo đức đã bị đảo lộn, bị đánh cháo, kẻ vô văn hóa làm chủ sướng cuộc chơi, những trò vô bổ, phản cảm và tục tĩu lên ngôi được xem như trò chơi bổ ích trong các sinh hoạt ngoại vi. Và thực trạng xã hội xuống cấp, giá trị đạo đức băng hoại đã được chính quyền phải thừa nhận. Đây là hình ảnh hội thảo văn hóa ứng xử trong trường học do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Trung ương Đoàn tổ chức vào ngày 16 tháng 8 năm 2019. Tờ báo Văn nghệ số ra 32 vào ngày 10 tháng 8 năm 2019 có bài viết với nhan đề Vãn hồi văn hóa, đạo đức xã hội và thực hành dân chủ do tác giả Mai Nam Thắng thực hiện. Bài báo phản ánh nội dung cuộc trao đổi với nhà văn, dịch giả, tiến sĩ khoa học
Phan Hồng Giang, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Ông Giang đã phát biểu, có bốn biểu hiện mà theo tôi là rõ rệt hơn cả của tình trạng suy thoái văn hóa, đạo đức xã hội hiện nay là kiếm tiền bất chính, bạo lực lên ngôi, giả dối thắng thế và con người vô cảm. Một đồng chí lãnh đạo cấp cao từng phải thốt lên, ngày nay người ta ăn của dân bất kể thứ gì. Kiếm tiền như thế không chỉ là bất chính mà còn vô liêm sỉ, hết sức bẩn thỉu. Cũng ngày nay, không ít người Việt Nam chúng ta đã trở nên hung hãn, gương mặt bặm trợn, lúc nào cũng sẵn sàng nói chuyện bằng dao gậy. Bạo lực đường phố, bạo lực học đường, bạo lực gia đình, bạo lực đẻ ra bạo lực. Nguy hiểm nhất là bạo lực ngay cả trong các cơ quan bảo vệ pháp luật và bảo vệ nhân dân. Và không ít lần súng đã nổ trong các cơ quan công quyền và chung quy cũng chỉ vì tranh giành. Có lẽ đối với không ít người, giả dối là cách đỡ hao tâm, tổn trí nhất để đạt được điều mình muốn. Bởi thế mà giả dối thường giành phần thắng vì nó thường hay làm cho mọi người thấy dễ chịu, thoải mái dù biết là đang lừa nhau. Tinh thần nhìn thẳng vào sự thật của những năm đầu đổi mới có vẻ đã mai một khá nhiều. Cùng đó là sự vô cảm đang trở thành tâm lý chung của xã hội. Vô cảm trước những hoàn cảnh đáng thương, vô cảm trước những oan trái của dân thường, vô cảm trước những chướng tai gai mắt trong cuộc sống thường nhật. Cái vô cảm đáng sợ nhất là vô cảm trước tình cảnh hiểm nghèo của đất nước. Đó là nợ công đang tăng cao trong khi nhiều dự án đắp chiếu hàng nghìn tỷ đồng. Nhiều dự án hàng ngàn tỷ đồng khác được vẽ ra đang chờ phê duyệt để xây dựng tượng đài, xây trụ sở hoành tráng. Trong khi trẻ con đi học thiếu trường, bệnh nhân vào viện thiếu giường, chủ quyền biển đảo đang bị xâm phạm trắng trợn. Trong bốn biểu hiện suy thoái mà ông Giang liệt kê, biểu hiện kiếm tiền bất chính được ông nêu lên đầu tiên để ngụ ý rằng nguyên nhân của mọi nguyên nhân. Đây là hình ảnh nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Chanh. Ông phân tích, tệ nạn lớn nhất là những hành vi kiếm tiền bất chính của những kẻ có chức, có quyền trong hệ thống chính trị. Không ít kẻ cơ hội bỏ vốn ra mua chức, có ghế cao rồi đục khoét cung quỹ để hoàn vốn và thu về lãi khủng. Không khó để nhận mặt tham nhũng cụ thể là ai. Nhưng hầu như không mấy ai đủ dũng cảm vào hang bắt cọp để đến nỗi nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ là Huỳnh Phong Chanh khi tại vị từng đưa ra nhận xét để đời như sau. Tình hình tham nhũng vẫn ổn định. Cha ông ta đã từng dạy, thượng bất chính, hạ tắc loạn. Tham nhũng là cội nguồn của các bất công, khiến lòng dân không yên. Tham nhũng cũng mở đường cho các suy thoái văn hóa, đạo đức ở các tầng lớp khác nhau trong xã hội. Trước hết là lớp trẻ, bởi khi mới vào đời, họ đã thấy các bậc cha chú đầu têu hành xử, bất chấp đạo đức và pháp luật. Và để ngăn chặn đà suy thoái về văn hóa, đạo đức, xã hội, ông Giang nêu ra ý kiến như sau. Nhiều người nghĩ ngay đến sự cần thiết phải cải cách lĩnh vực giáo dục một cách căn bản, toàn diện, từ trong gia đình, nhà trường đến ngoài xã hội. Điều này không sai, nhưng theo tôi, còn có một việc khác cấp bách hơn, có sức tác động sâu rộng hơn, bao trùm đến mọi lĩnh vực. Đó là việc cải cách thể chế xã hội, nói cách khác là đổi mới chính trị. Từ mười mấy năm trước, nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ 10 năm 2006 cũng đã chỉ rõ sự cần thiết phải tiếp tục đổi mới kinh tế đi đôi đối với đổi mới chính trị. Tiếc rằng, trên thực tế, chúng ta chưa làm được bao nhiêu theo hướng này. Thể chế xã hội là điều tác động mạnh nhất đến đời sống của xã hội nói chung và văn hóa nói riêng. Một thể chế phù hợp đáp ứng được nhu cầu phát triển con người và xã hội một cách bền vững là thể chế trước tiên phải đảm bảo các quyền cơ bản của con người. Đó là quyền sống, quyền bình đẳng, quyền tự do dân chủ, quyền mưu cầu hạnh phúc. Như tuyên ngôn độc lập vào năm 1776 của nước Mỹ đã khẳng định và cố chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã nhắc lại trong bản tuyên ngôn độc lập khai sinh đất nước Việt Nam tại quảng trường Ba Đình vào ngày 2 tháng 9 năm 1945. Còn giáo sư Nguyễn Đình Cống, một đảng viên tuyên bố ra khỏi đảng vào ngày kỷ niệm thành lập đảng năm 2016 cũng khẳng định, từ thời điểm thành lập đến nay là gần một thế kỷ, Đảng Cộng sản chỉ lừa dối nhân dân. Đây là hình ảnh một áp phích cổ động của Việt Minh hô hào đánh đuổi Nhật Pháp, tiêu trừ Việt gian, Việt Nam độc lập. Ông viết, chúng tôi thấy rằng Đảng Cộng sản Việt Nam làm cách mạng từ năm 1945, gây ra chiến tranh và tuyên truyền những chuyện dối trá. Ví dụ như cuộc cách mạng tháng 8 thì Việt Minh Cộng sản nói rằng đánh Pháp, đuổi Nhật, giành độc lập và chính quyền nhân dân thì tất cả các điều ấy đều dối trá cả. Tại vì họ không đánh Pháp, họ không đuổi Nhật, họ cũng không giành độc lập, mà nếu như giành chính quyền thì chỉ có cướp chính quyền về tay đảng chứ không phải vì nhân dân. Giáo sư Nguyễn Đình Cống cũng dẫn chứng rằng những đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam trong bộ máy chính quyền lãnh đạo đất nước là một giai cấp mới lợi dụng vào chính sách đất đai toàn dân để hưởng quyền lợi và trở nên giàu có cùng với quyền lực trên cơ sở phá hoại đất nước, bóc lột và áp bức nhân dân. Thành phần thứ hai mà giáo sư Nguyễn Đình Cống nêu lên là các nhà tư bản đỏ do liên kết với chính quyền tạo ra những nhóm lợi ích để thâu tóm tất cả những đặc quyền
đặc lợi mà gây ra những hậu quả khôn lường cho đất nước. Điển hình rõ nhất là phiên tòa xét xử 29 người dân Đồng Tâm mà giáo sư Nguyễn Đình Cống khẳng định đó là những nạn nhân của chế độ do Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền. Giáo sư Nguyễn Đình Cống cũng nhấn mạnh rằng mục đích của Đảng Cộng sản Việt Nam không phải lo quản trị xã hội và mang lại hạnh phúc cho người dân mà chỉ tập trung vào quyền lợi của chính họ mà thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Sáu ngày 11 tháng 9 năm 2020 với bản tin Đảng lãnh đạo, xã hội xuống cấp, đạo đức băng hoại, dân tộc lầm than. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.